giải cứu thanh niên Hà Nội khi bị lừa qua Thái Lan bán thận với giá 1 tỷ đồng. Dịch vụ công trực tuyến cần thông suốt hơn, miễn giảm phí. Đó là mong muốn của người dân trong thời điểm này. Tại Sóc Trăng, người dân kiếm bộn tiền với kè bị bẫm đẩy côn trên cánh đồng mùa nước nổi. Những công trình xây bằng vỏ chai thủy tinh. Chào mừng quý vị đang cùng đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hiện người dân và các doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đến dịch vụ công trực tuyến. Nguyên nhân và giải pháp về vấn đề này sẽ là một nội dung chính thức được chúng tôi đề cập cụ thể trong ít phút tới. Nhưng trước khi đến với chủ đề đáng quan tâm này, mời quý vị cùng theo dõi cụm tin nóng ghi nhận những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 15 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã chủ trì cùng với Công an huyện Kỳ Sơn, phối hợp cùng với các lực lượng chức năng, vừa kịp thời giải cứu hai nạn nhân là trẻ em trong quá trình bị bán làm nhân viên tại một quán massage tại địa bàn huyện Diễn Châu. Theo đó, vào ngày 13 tháng 9, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện đối tượng Lương Thị Phun, tên gọi khác là Lương Thị E, sinh năm 2005, có hành vi đưa hai bé gái 13 tuổi trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn lên xe ô tô để bán vào làm nhân viên quán massage. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã lập các tổ chốt chặn trên các tuyến đường nghi vấn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công hai bé gái đang bị đưa đến một quán massage ở khu vực bãi biển Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hiện hai bé gái sau khi được lực lượng công an trấn an, động viên thì đã được bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình. Cũng trong ngày 15 tháng 9, thông tin từ phòng trinh sát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã giải cứu một thanh niên suýt bị lừa sang Thái Lan để bán thận. Khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 9, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin cầu cứu của anh Nguyễn Đức Duy, 21 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, về việc đang bị một số người lừa sang Thái Lan để làm việc, nhưng thực chất là bị lừa đi bán thận. Theo anh Duy, khi đến huyện Sepol, tỉnh Savanakhet, Lào, anh phát hiện nhóm người này đang tìm cách đưa mình sang Thái Lan để bán thận với giá 1 tỷ đồng. Trong đêm 13 tháng 9, anh Duy bỏ trốn và tá túc tại một cây xăng trên địa bàn tỉnh Savanakhet, sau đó tìm cách liên lạc gửi thông tin cầu cứu về Việt Nam. Sau khi nhận được thông tin, phòng trinh sát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với lực lượng chức năng huyện Sepol, tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savanakhet để giải cứu. Đến 22 giờ ngày 14 tháng 9, anh Duy được giải cứu và đưa về Việt Nam an toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đưa người đi bán thận này. Ngày 16 tháng 9, đại diện phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Liêm, 34 tuổi và Hà Thụy Vân Anh, 24 tuổi, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Từ kết quả điều tra chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cầm đầu, BC02 phát hiện thêm đường dây mại dâm cho Hoa hậu Thế giới Người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam quốc tế. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm tra tòa nhà Oakwood Residence Sài Gòn, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Kire, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số này có TTH, 36 tuổi, Hoa hậu Thế giới Người Việt, đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng, và NNTT, 27 tuổi, Hoa khôi Du lịch Việt Nam, đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm, giúp sức cho Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thành Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở phòng PC02, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Sáng ngày 15 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Quang Duy, 31 tuổi và Nguyễn Thị Tuyết Loan, 51 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2018, Duy và Loan quen biết rồi về ở chung với nhau. Đến khoảng tháng 6 năm 2021, thông qua mạng xã hội, do biết bị hại trú tại thành phố Kon Tum có nhu cầu tìm người cúng tâm linh để chữa bệnh cho anh trai.
nên Duy cùng với Loan đã theo dệt, tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để tạo lòng tin, lấy tiền của bị hại qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép. Trong thời gian từ ngày 27 tháng 6 năm 2021 đến ngày 26 tháng 5 năm 2022, qua những câu chuyện của các đối tượng, bị hại đã tin tưởng và chuyển tiền 56 lần cho Duy với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Duy và Loan sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Duy 15 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết Loan 13 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tư Đạt, 30 tuổi và Bùi Đình Tuấn, 21 tuổi để điều tra hành vi cho vay lãi nặng. Trước đó, ngày 9 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã bắt quả tang Đạt và Tuấn đang có hành vi thu tiền gốc lãi cho vay của bà TTV, ngụ phường 4 thành phố Đà Lạt. Khai với công an, Lê Tư Đạt bắt đầu thực hiện việc cho vay tiền có lãi trên địa bàn thành phố Đà Lạt từ tháng 4. Riêng Bùi Đình Tuấn từ Thanh Hóa và thành phố Đà Lạt cho vay từ tháng 12 năm 2022 đến nay. Cả hai khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết rồi tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu để vay tiền. Lãi suất cho vay là từ 30% tới 37% trên một tháng, trên một khoản vay tương đương 360% tới 444% trên một năm. Từ tháng 4 đến nay, Đạt đã cho 9 người vay tiền. Số tiền thu lợi bất chính là trên 167 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bùi Đình Tuấn đã cho 8 người vay tiền. Số tiền thu lợi bất chính của Tuấn là trên 41 triệu đồng. Công an thành phố Đà Lạt tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, dịch vụ công trực tuyến cần thông suốt hơn, miễn, giảm phí. Đó là mong muốn của người dân trong thời điểm này. Bởi lẽ mặc dù đã 3 năm vận hành dịch vụ công trực tuyến, nhưng người dân và doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm, vẫn lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp. Theo số liệu khảo sát, thì chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI qua 2 năm 2021 và 2022 rất là thấp. Chỉ có 3,05% người được phỏng vấn cho biết họ đã lập hồ sơ người dùng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và chỉ có hơn 1% sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của mỗi địa phương để làm thủ tục hành chính. Vì sao lại như vậy? Câu trả lời sẽ có trong nội dung ngay sau đây qua góc nhìn đáng chú ý của tác giả Lê Thành Phong. Mời quý vị cùng theo dõi. Câu trả lời là hệ thống không liên thông, làm dịch vụ công trực tuyến nhưng nửa điện tử, nửa thủ công. Tỉnh chưa liên thông với tỉnh, địa phương chưa liên thông với trung ương, các bộ ngành trung ương chưa liên thông với nhau thì trực tuyến cũng chỉ nửa vời. Nhiều trường hợp lay hoay với điện tử, cuối cùng rồi cũng ôm hồ sơ lên gặp cán bộ để giải quyết trực tiếp. Ngoài việc chưa liên thông, chưa đồng bộ, còn có một trục trặc nữa, đúng nghĩa là trục trặc kỹ thuật. Người dân, doanh nghiệp sử dụng hệ thống nhưng không phải dễ dàng, mà nhiều khi gặp lỗi kỹ thuật. Trong trường hợp này, không biết hỏi ai, kêu ai, bộ phận nào sẽ giải đáp thắc mắc, khắc phục sai sót. Số hóa nhưng có chiều sai số thì không bằng thủ công. Người dân, doanh nghiệp đều muốn thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến hơn là thủ công để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các chi phí không tên khác. Nhưng không nhiều người tiếp cận dịch vụ, điều này chứng minh rằng dịch vụ công trực tuyến chưa thuận lợi. Thuận lợi có nghĩa là thao tác đơn giản, dễ dàng, hướng dẫn dễ hiểu, giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Còn một số vấn đề được người dân, đặc biệt là doanh nghiệp quan tâm, đó là miễn, giảm phí. Đúng là doanh nghiệp luôn mong muốn được miễn, giảm phí, lệ phí để giảm bớt áp lực chi tiêu. Tuy nhiên, nhà nước phải chi ngân sách cho bộ máy dịch vụ công trực tuyến hoạt động, không thể bao cấp toàn bộ, mà người hưởng dịch vụ phải trả phí. Có điều cần tính toán để các khoản thu phù hợp, thủ tục thanh toán nhanh gọn, đó cũng là sự hỗ trợ đáng kể cho doanh nghiệp. Nếu đặt lên bàn cân, để cân, đo, đồng đếm, chúng ta sẽ thấy rằng nếu dịch vụ công trực tuyến thông suốt, người dân, doanh nghiệp sử dụng thuận lợi hiệu quả thì lợi ích mang đến cho xã hội là rất lớn. Còn miễn hoặc là giảm các loại phí mà dịch vụ kém phải lay hoay nửa điện tử, nửa thủ công, không tiết kiệm được thời gian, tiền bạc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vâng, và thưa quý vị, đến đây thì nội dung này sẽ được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Nghề nuôi cá sấu ở Việt Nam đã hình thành và phát triển trên 30 năm. Nhiều lúc người nuôi lãi rất lớn nhưng cũng có người lỗ thảm hại. Nguyên nhân là do giá cá sấu lên xuống thất thường.
Để phát triển bền vững với mô hình nuôi cá sấu, chị Hoàng Thị Mỹ Dung ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã thay đổi cách thức kinh doanh. Thay vì bán cá sấu nguyên con, chị chỉ bán thịt, còn da thì tự gia công, làm ra nhiều sản phẩm thời trang cung cấp cho thị trường. Mô hình hiện nay đã mang lại được hiệu quả kinh tế rất cao cho gia đình của chị. Đây là trang trại nuôi cá sấu của chị Nhung, ngụ tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, với nhiều chuồng nuôi và kích cỡ khác nhau. Theo chị Nhung, khi nuôi được khoảng từ 10 tới 15 kg, tương đương từ 1 tới 2 năm là chị bắt đầu thịt cá để lấy da làm gia công các sản phẩm thời trang. Mỗi lần mổ cá từ 7 đến 10 tấn, thịt cá sẽ được các nhà hàng thương lái mua lại với giá 50.000 đồng 1 kg. Đây là da cá sấu đã được mổ và chuẩn bị sử dụng làm gia công. Các sản phẩm làm từ da cá sấu thường là mặt hàng xa xỉ có giá rất cao. Nhưng do ở đây chị nuôi cá và tự làm ra sản phẩm nên không tốn nhiều trung gian. Vì vậy, sản phẩm bản giá thấp hơn nhiều so với thị trường. Mặc dù vậy, lợi nhuận hàng năm vẫn đạt tiền tỷ. Thì bước đầu cũng rất là khó khăn khi mà mình quá trình của mình nghiên cứu, thì từ cái khâu mà mổ lấy da rồi nguồn nhân công để làm ra một sản phẩm thì đó là một cái quá trình. Sau một năm nghiên cứu thì năm 2020 thì trang trại tôi đã cho ra mắt những cái sản phẩm đầu tay như là ví nịch, đây là loại ví hai khuôn, đây là những cái sản phẩm đầu tay của trang trại. Thì đến hiện nay thì trang trại đã làm ra hàng trăm sản phẩm. Theo chị Dung cho biết, đến thời điểm hiện tại, vấn đề khó khăn lớn nhất là chưa chủ động được khâu thục da. Do quá trình thục da gây ảnh hưởng đến môi trường nên phải tới một nơi khác. Họ có cơ sở thục da, vì vậy tốn khoản chi phí khá lớn cho công đoạn này. Nhưng ngược lại, lợi thế của mô hình này là nếu cá sấu bị chết, dù là cá nhỏ, vẫn tận dụng được để làm thú bông. Ngoài ra, cũng được địa phương quan tâm hỗ trợ rất nhiều và đặc biệt là được khách hàng đón nhận. Năm 2022 vừa rồi thì Phú Lý được công nhận một sản phẩm là cầu cây quýt đường, là được sản phẩm OCOP 3 sao. Và tới đây thì xã sẽ xây dựng thêm sản phẩm thủ công từ da cá sấu. Cái này về thủ tục thì xã cũng đang làm thủ tục để trình huyện. Thời gian tới, chị Dung mong muốn tìm được đầu ra ổn định hơn để liên kết với bà con và bao tiêu sản phẩm cho họ, giúp họ có thêm nguồn thu nhập. Thưa quý vị, thời điểm này, ở vùng trũng thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, nước ngập tràn trên những cánh đồng. Tận dụng nông nhàn, người dân bắt đầu mưu sinh với nghề khai thác thủy sản tự nhiên, trong đó hình thức đẩy côn bắt cá được xem là kiếm được thu nhập khá nhất. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến Sóc Trăng để cùng bà con trải nghiệm đẩy côn bắt cá mùa nước nổi quý vị nha. Mùa nước nổi cũng là lúc người dân tất bật mưu sinh với công việc đánh bắt thủy sản ở vùng trũng, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Những ngày này, nước ngập tràn trên những cánh đồng đã gặt, người dân bắt đầu với nghề đánh bắt cá đồng như giăng lưới, cắm câu. Theo đó, công việc đẩy côn được xem là kiếm được thu nhập khá nhất. Có bữa thì chúng có bữa hết. Với chúng thì cũng 5-6 ký, 6-7 ký. Bữa thất 1-2 ký, 2-3 ký thì cũng có. Cũng đủ sống, chăn trải đủ ngày. Ở xã Vĩnh Quế, nơi được xem là vùng trũng của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, có đến vài chục hộ mưu sinh mùa nước nổi từ nghề đẩy côn. Anh Quách Thanh Sơn ở ấp Vĩnh Trung, Ngã Năm, Sóc Trăng đã làm nghề đẩy côn gần chục năm. Năm nào cũng vậy, khi đến mùa nước nổi là anh ra đồng để đẩy côn từ sáng sớm cho đến chiều mới về. Ngày cũng 3-4 ký cá vậy à. Bình nhằm ngày trúng, nhằm ngày thất, trúng 3-40 ngàn. Bờ trung bình thì 150-200 ngàn vậy á. Tôi cũng mà vui, vui, nhờ nhà không có ra gì làm đâu, mình ở quê mà, kiếm ít đỉnh vui. Dẫu có nhọc nhằn, nhưng nhiều người dân ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng vẫn chọn nghề đẩy côn để mưu sinh trong mùa nước nổi. Bởi nghề này không tốn nhiều chi phí đầu tư nhưng giúp mọi người có thêm thu nhập trong lúc nông nhàn, để chờ cho con nước rút bắt đầu một vụ mùa mới đón Tết. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến Cà Mau để khám phá nghề săn ốc móng tay biển hay còn gọi là móng tay chúa. Tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, nghề săn ốc móng tay biển được xem là thịnh hành vì loài này có quanh năm, có giá trị kinh tế cao, trở thành nguồn thu nhập chính, nên người dân nơi đây mạo hiểm đánh cược để ra khơi. Giữa con sóng xô bồ, những người dân bám biển mùa này tiếp tục hành trình mưu sinh của mình. Xuất phát từ bờ khoảng 5 giờ 30 phút sáng, lúc ấy còn chập choạng tối, xuồng của anh Nguyễn Chí Đinh xuất phát ra biển. Mùa này đang thời điểm mưa, gió mùa nam, thời tiết rất thất thường, kèm theo giông to, sóng lớn.
nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên vẫn phải tiếp tục. Đồ gầy là chiếc vỏ lớn, máy hơi để lặn và công cụ để lặn cào con bóng tay kèm theo đồ ăn cơm sáng. Do mình đi cái bãi bụng gì nè, mình đi là bình thường là cái mặt đất nó bằng thẳng rồi cũng có mà mô cũng có rồi, cái hang nó là cứng hơn cái mặt đất mình đi bình thường. Đụng vô cái hang nó là cái cào mà nó cảm giác là nó sựng lại. Mình lấy tay mình quờ, mình mò nó, mò đụng được cái cục đất cứng là cái hang đó là biết là cái hang. Cái đó cũng là một cái kinh nghiệm mình làm lâu năm đó, cũng là cái kinh nghiệm. Ốc bóng tay biển thường sống trên bãi bùn, bãi bồi nơi có lưu vực nước biển sâu. Người dân làm theo con nước và gần như thường xuyên. Mùa này họ phải di chuyển khoảng hơn 20 cây số, có khi phải xa hơn mới bắt được ốc móng tay biển. Mỗi người dân sẽ có một đường ống và một cây cào riêng, họ điều chỉnh tránh đường ống hơi chéo dâu trong quá trình lặn. Thì làm nghề thì cũng mong muốn là cho nó sanh sản được nhiều hơn, cái mà bắt nhiều để cho cái thu nhập mình nó nhiều hơn, rồi cuộc sống mình nó khấm khá hơn nhưng mà chút xíu vậy đó. Nhiều trường hợp tắt máy hay tắt đường ống bị gặp phải đòi hỏi những người nhái này phải có kỹ năng và thành thạo công việc, đặc biệt phải có sức khỏe tốt và chịu lạnh. Bữa cơm đơn giản của những người nhái sau một hiệp lặn khá đơn giản, giữa những con sóng chồng chành, họ phải ăn để tiếp tục hành trình lặn đến trưa. Mỗi ngày, cư dân Ngọc Hiển thu hoạch khoảng 1 triệu đồng, có khi vài trăm ngàn. Bình quân thương lái ở địa phương sẽ thu mua từ 200.000 đồng đến 230.000 đồng 1 kg. Đội của anh Đinh có 4 anh em. Làm chia theo tỷ lệ, bình quân chia cho chủ xuồng khoảng 25%. Tùy theo sức khỏe người dân, vì làm việc ở môi trường ngâm nước, lạnh, có người bám trụ lâu, số còn lại không bám biển nữa vì lý do sức khỏe, thì làm việc ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tin quốc tế đáng chú ý, một nhóm thiếu niên ở dải Gaza mới đây đã cùng nhau hoàn thành bức tranh khảm với hơn 20.000 mảnh ghép. Đây là một phần của dự án nghệ thuật nhằm kết hợp di sản văn hóa Palestine, tinh thần đồng đội và tính bền vững. Lấy ý tưởng từ nghệ thuật khảm theo phong cách Byzantine, 15 thiếu niên Palestine đã sử dụng các công cụ thô sơ như kìm, máy cắt để tạo ra khoảng 20.000 mảnh ghép bằng đá màu và gốm sứ nhằm hoàn thành tác phẩm nghệ thuật đồ sộ, miêu tả một phụ nữ trong trang phục truyền thống của Palestine, có tên là phụ nữ Taha Mia. Tác phẩm phản ánh cuộc sống của những người phụ nữ ở khu vực bờ Tây nhằm giới thiệu những di sản văn hóa phong phú của người dân Palestine. Trong 5 tháng qua, cả nhóm đã dành ít nhất 8 giờ đồng hồ mỗi ngày để hoàn thành tác phẩm này. Các em đã được một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại dải Gaza chọn đào tạo từ năm 2022. Sau khi hoàn thành, bức tranh khảm và một số tác phẩm nghệ thuật khác sẽ được trưng bày ở dải Gaza và sau đó là những không gian công cộng ở vùng biển Địa Trung Hải nhằm quảng bá nghệ thuật và những nét văn hóa truyền thống của Palestine. Đến với tỉnh bang Manitoba của Canada, chúng ta sẽ cùng tham quan những công trình xây bằng vỏ chai thủy tinh rất độc đáo. Tuy ra đời cách đây hơn 40 năm, nhưng thời gian gần đây, những công trình này mới thu hút sự chú ý của công chúng nhờ các trang mạng xã hội. Sau một lần tham quan công trình xây bằng vỏ chai thủy tinh ở bang Ontario vào năm 1982, vợ chồng ông bà Bob và Dora Ken quyết định xây dựng một ngôi nhà tương tự ở thành phố Norfolk thuộc tỉnh bang Manitoba, quê hương của họ. Với sự giúp sức của một người thợ xây, họ đã hoàn thành phần khung và mái của ngôi nhà, rồi dùng khoảng 5.000 vỏ chai thủy tinh làm tường nhà. Một năm sau đó, họ tiếp tục xây một nhà thờ nhỏ cũng theo cách tương tự ở kế bên. Sinh thời, ông Bob Ken rất thích đưa du khách đi tham quan các công trình của mình. Còn bà Dora thì nhiệt tình mời khách uống trà giải khát. Đã có 5 đám cưới và một số buổi lễ khác được tổ chức trong ngôi nhà thờ nhỏ xinh làm từ vỏ chai này. Trước khi qua đời, họ đã tặng ngôi nhà lại cho thành phố Norfolk. Những năm sau đó, người ta đã xây dựng một công viên bao quanh những công trình kiến trúc này, đồng thời trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan để tăng thêm sức hút đối với khách du lịch. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, ghi án trầm cảm sau sinh, mẹ sát hại cô trai 2 tuổi ở Bình Thuận. Chuyên mục chuyện ngày mới, ấm lòng từ quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác. Chuyên mục
Chuyên mục Cà phê không đường tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng quan tâm về bóng bay bơm khí. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nổ bóng bay xảy ra trong lễ khai giảng năm học mới tại tỉnh Thanh Hóa khiến cho 9 học sinh bị bỏng phải cấp cứu. Các bác sĩ cho biết các loại bóng bay bao gồm các loại có trong các sự kiện sẽ gây nguy cơ bỏng rất cao khi tiếp xúc với lửa, thậm chí là nhiều trường hợp phải phẫu thuật ghép da. Sau đây là phóng sự ghi nhận về vấn đề này. Trước đó, ngày 5 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa Yên Định Thanh Hóa đã tiếp nhận 9 bệnh nhi bị bỏng do đổ bóng bay trong lễ khai giảng. Nguyên nhân là do trước đó, một thầy giáo hút thuốc lá vô tình đã chạm phải bóng bay khiến bóng phát nổ trong quá trình học sinh lấy bóng. Khả năng hồi phục là rất là cao và sẽ không để lại sẹo, các chỉ số sinh tồn tốt. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Phôn, Hà Nội, hàng năm cũng tiếp nhận khá nhiều trường hợp bị bỏng do cháy đổ bóng bay. Không chỉ trong lễ khai giảng mà tại nhiều sự kiện có sử dụng các chùm bóng bay để trang trí. Thậm chí người bán bóng bay cũng bị bỏng nặng do vô tình để bóng bay tiếp xúc với lửa. Kinh phí thì không lớn, tại vì bệnh nhân chủ yếu là những người có bảo hiểm thì được bảo hiểm thanh toán hết. Chi phí thì không lớn nhưng thời gian điều trị kéo dài và cái để lại cái di chứng. Mặc dù là ghép da hay là phẫu thuật tạo hình thì vẫn không để lại, không thể nào được như cũ được, thì để lại sẹo xấu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ của người bệnh. Theo các bác sĩ, bóng bơm khí không chỉ có nguy cơ nổ khi gần lửa, mà việc cọ sát giữa những quả bóng trong một chùm bóng to cũng có thể gây nổ. Bỏng bóng bay thường là bỏng vùng đau rát, bỏng vùng mặt, vùng ngực, đau rát rất nhiều. Nhiều trường hợp bỏng hô hấp thì gây khó thở, thường là không gây khó khăn gì cho điều trị, nhưng mà thường thì để lại ảnh hưởng đến thẩm mỹ cho bệnh nhân. Bóng bay với nhiều hình thù, màu sắc bắt mắt là món đồ chơi được nhiều trẻ yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người không biết là bóng được bơm khí có thể phát nổ bất cứ lúc nào, gây hậu quả nghiêm trọng. Phụ huynh không nên cho trẻ chơi bóng bay bơm khí ở trong nhà, nơi dễ tiếp xúc với các nguồn nhiệt để tránh cháy nổ có thể nguy hiểm tới tính mạng. Những người dùng cũng không nên đưa bóng bay bơm khí vào ô tô, thang máy, phòng kính, nhiệt độ, phòng nóng, cần giữ cho bóng tránh xa, lửa để phòng cháy nổ nguy hiểm. Nếu chẳng may bị bỏng do nổ bóng bay bơm khí thì nhanh chóng làm mát vùng da bị bỏng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời. Và liên tục chương trình là phần tin nóng. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Một vụ việc thương tâm đã xảy ra vào sáng ngày 15 tháng 9 tại một hộ gia đình ở thôn Thiện Trung, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Rang, tỉnh Bình Thuận. Theo lời kể của người thân, khi nghe tiếng cười lớn trong phòng ngủ của sản phụ NTNQ sinh năm 1986 nên cả nhà chạy vào xem tình hình. Lúc này họ thấy con của chị Quy, bé trai tên H, 2 tháng tuổi, nằm trên giường đã tử vong, trên cổ có vết cắt và người mẹ cũng có vết cắt ở cổ tay. Ngay lập tức, người nhà đưa chị Quy đi cấp cứu và báo cáo với chính quyền địa phương. Công an tỉnh Bình Thuận và thành phố Phan Thiết đã đến bảo vệ khám nghiệm hiện trường, thu giữ được một con dao trong phòng ngủ của chị Quy, đồng thời trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân. Theo nhận định ban đầu, người mẹ nghi bị trầm cảm dùng dao tự sát hại con của mình rồi tự cắt tay mình. Được biết, thường ngày, người chồng trồng rau ở phường, còn người vợ bán rau ở chợ. Hơn 2 tháng nay, do sinh con nên chị Quy nghỉ bán ở nhà. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 9, Trung tá Lê Thanh Hà, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe đối với nhóm người chạy mô tô phân khối lớn, vi phạm quy định về tốc độ khi tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, khoảng 11 giờ trưa ngày 15 tháng 9, đoàn xe mô tô phân khối lớn gồm 9 chiếc đang chạy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Nông ra hiệu lệnh dừng lại. Qua kiểm tra, có 7 xe vi phạm vượt quá tốc độ cho phép từ 10 km/h đến 20 km/h. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Nông đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Một người trong đoàn xe cho biết, đoàn đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Phú Yên để từ thiện cho bà con đồng bào miền núi. Lý do chạy quá tốc độ do xe phân khối lớn, trọng lượng nặng hơn 400 kg nên chạy chậm nguy hiểm. Cũng theo một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 3, không thể viện lý do xe phân khối lớn, trọng lượng nặng hay bất kỳ lý do nào để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình được. Đã tham gia giao thông là phải chấp hành luật. Sáng 15 tháng 9, trên địa bàn huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
giữa xe tải và xe gắn máy là một người đàn ông tử vong. Thông tin ban đầu, hai người đàn ông là cha con chở nhau bằng xe gắn máy chạy trên đường Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi. Khi đến đoạn qua ấp Dòng Sao thì vượt trái một xe tải chạy cùng chiều. Đến lúc này, có xe máy dựng ở phía trước nên người cầm lái bóp thắng làm chiếc xe máy trượt ngã vào gầm xe tải. Hậu quả người cha cầm lái bị cán tử vong, người con trai ngồi sau may mắn thoát nạn. Sau khi sự việc xảy ra, người con trai gào khóc trong hoảng loạn khiến mọi người chứng kiến chạnh lòng. Nhận tin báo, công an huyện Củ Chi có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua cán bộ đảng viên huyện Lắc Anh Hùng, tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực vượt qua khó khăn. Bằng những việc làm thiết thực, lấy dân làm gốc, qua 9 năm thực hiện quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây ngày càng được nâng lên. Quỹ tiết kiệm đã góp phần không nhỏ vào việc sẻ chia, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây cũng là câu chuyện ý nghĩa mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay muốn chia sẻ đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2022, huyện Lắk chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo của cả nước. Vâng, có thể thấy quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác do Ban Thường vụ huyện ủy Lắk phát động và xây dựng thực hiện là một món quà mang nhiều ý nghĩa về vật chất và tinh thần đối với người có hoàn cảnh khó khăn. Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác như mệnh lệnh xuất phát từ con tim mà tất cả các chi bộ, đảng viên không thể đứng ngoài cuộc. Mỗi chi bộ đảng viên tùy theo đặc điểm, tình hình có những cách làm thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa thì Hoàng Trí và Trinh Trà xin được chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Trinh Trà xin kính chào và hẹn gặp lại.